Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật dạy: cuồng tâm đốn yết, yết tức bồ đề. Nghĩa là khi tâm cuồng chợt dừng hẳn thì ngay lúc ấy là giác ngộ. Tâm cuồng được giải thích là tâm ích kỷ giả dối, là tâm ưa thích địa vị trong xã hội, là tâm đầy dẫy những hy vọng hão huyền vô ích, là tâm khinh thường người khác nên không nhìn thấy được những thành quả và sự thông minh của họ. Ngay cả như có người được xem tương tự như loài bát quái cũng sẽ tự cho mình là đẹp lắm. Nên những loại cố chấp lớn lao này sẽ không sinh khởi nữa khi tâm cuồng si kia dừng hẳn. Chỗ dừng đó chính là Bồ Đề. Bồ Đề là gì? Là giác ngộ được đạo, là khai ngộ. Từ đây, việc thành Phật không còn xa nữa. Nếu quý vị có thể làm cho tâm cuồng của mình dừng bặt, nghĩa là quý vị đã có công phu rất tốt rồi. Trong ba hình thức giác ngộ, sự giác ngộ của hàng A-la-hán và Bích Chi Phật là để phân biệt họ với hàng phàm phu chưa giác ngộ. Bích Chi Phật ngộ đạo thông qua tu tập 12 nhân duyên. Hàng A-la-hán ngộ đạo nhờ tu tập tứ diệu đế. Chư vị Bồ-Tát khác hẳn hàng Bích Chi Phật và A-la-hán. Họ kiên quyết giúp cho mọi chúng sinh được giác ngộ và cũng được gọi là làm lợi lạc quần sinh. Nói tóm lại, A-la-hán, Bích Chi Phật, Bồ-Tát là người đã tu tập giác ngộ. Ở đây, chúng ta có thể nói một người tu tập lần lượt đạt được các quả vị A-la-hán, rồi Bích Chi Phật, rồi đến quả vị Bồ-Tát thông qua phương tiện lục độ ba la mật và vô số công hạnh. Như một người hiện thân ở cả ba trình độ tu tập khác nhau. Có người dù tu tập đã đạt đến quả vị A-la-hán rồi, nhưng không muốn tiến xa hơn nữa, tự nghĩ mình đã có được giác ngộ rồi, như có người tự cho rằng, ta đã được khai ngộ, ta chẳng cần quan tâm đến ai cả. Anh ta dừng lại ở sự thành tựu quả vị A-la-hán, chứ không muốn tiến đến quả vị Bích Chi Phật nữa. Một số người khác tiếp tục tu tập để được đạt quả vị Bích Chi Phật, nhưng chẳng quan tâm đến tiến trình xa hơn nữa. Thế nên, ta có thể xem đó chỉ là một người hay là cả ba người cũng được. Còn Bồ Tát là người đã tự mình giác ngộ, còn giúp cho mọi người khác được giác ngộ. Tu tập lục độ ba la mật và tự trang nghiêm mình bằng vô số công hạnh. Bồ Tát phải tiếp tục lộ trình tu tập cho đến khi hoàn thành Bồ Tát đạo. Đến đây mới được gọi là giác hạnh viên mãn, là thành Phật. Khi đạt được giác hạnh viên mãn của một Đức Phật rồi, thì hành giả hoàn toàn khác hẳn một vị Bồ Tát. Ba hình thức giác ngộ có thể thảo luận rất dài, còn nếu muốn thực hành thì có rất nhiều sự sai biệt. Trong mỗi trình độ lại có nhiều cấp độ khác nhau, trong sự phân biệt lại có thêm nhiều phân biệt. Tiến trình của hình thức giác ngộ này rất nhiều giai đoạn, cho đến khi ba hình thức giác ngộ này được viên mãn mới gọi là hoàn thành. Ha ha ha, 闻三摩地所。